đấy. Hey. Ngay trên sân lễ tình yêu của chúng tôi ngay bây giờ đây, nhà gái hân hân mừng rễ quỷ, nhà trai hấn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rễ, em về làm dâu. Và để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị quan khách đã dành đến cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay, đại gia đình chào xin được phép bắt đầu. Quý vị, ngày hôm nay Thảo Nguyên được sự cho phép của hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể sẽ được trân trọng cảm ơn toàn thể các vị quan khách quý đã không ngại đường xá xa xôi, dành nhiều thời gian quý báu và ngọc của mình để đến đây chung vui bữa tiệc cùng với gia đình. Và trong lúc tiếp đón cũng như tiếp đãi có điều gì sai sót, xin kính mong quý vị cũng vì tình thương mến thương dành đến cho gia đình cũng như tình yêu thương sẵn có dành cho cô dâu và chú rể mà vui lòng bỏ qua cho. Và cũng xin thay mặt cho gia đình một lần nữa kính chúc quý vị có một buổi tiệc thật vui tươi, ngon miệng, nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Kính thưa quý vị, và để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày lễ vui quy hôm nay, xin mời một lần nữa quý vị cùng hướng mắt về sân lễ tình yêu của chúng tôi để cùng nhìn ngắm đôi yêu ngư của chúng ta cùng làm nghi thức khai rượu tình yêu. Xin mời đôi ngư của chúng ta cùng tiến đến tháp lia. Trong lòng em biết, trong lòng em biết, ô mấy bàn tình. Thưa quý vị, chúng ta đang được nhìn ngắm đôi ngư đang tay trong tay, vai kề vai, đã cùng nhau rót đầy những mật ngọt đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng. Em như một chén rượu nồng, anh chưa nhấp cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh sẽ uống cạn để say suốt đời. Miếng trầu đơn nghĩa phù thi, mẹ cha đã định em về với anh, hết rơi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Kính thưa quý vị, những giọt rượu tràn trên tháp ly của chúng tôi ngay bây giờ đây, nó cũng chứng tỏ cho tình yêu của đôi ngư của chúng ta cũng sẽ luôn luôn lúc nào cũng đông đầy như những giọt rượu hồng. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, và để có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay đây, thì đôi ngư của chúng ta cũng không thể nào quên đi công ơn sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành. Và sau nghi thức khai rượu tình yêu, Thảo Nguyên xin mời đôi ngư của chúng ta cùng dâng những ly rượu hiếu kính của mình đến các bậc sinh thành. Và ly rượu hiếu kính đầu tiên, Thảo Nguyên xin được kính mời đôi ngư của chúng ta cùng dâng đến đại diện chủ hôn, họ nhà gái. Vâng, và xin mời họ nhà gái của chúng ta hãy nhận ly rượu hiếu kính của con gái và con rể để cùng chúc cho hai con ta ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Dạ, xin mời ạ. Xin được kính chúc cho họ nhà gái từ nay đã có một chàng rể ngoan. Và ly rượu hiếu kính thứ hai, Thảo Nguyên xin được kính mời đôi ngư cùng dâng đến đại diện chủ hôn họ nhà trai. Xin mời họ nhà trai chúng ta cùng nhận ly rượu hiếu kính của con dâu và con trai để cùng chúc trai ba ông ta ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Và cũng xin được kính chúc cho họ nhà trai từ nay đã có một cô dâu thảo. Chú rể vô chính giữa đứng giùm em ha. Vâng, và ngay bây giờ Thảo Nguyên xin mời hai bên thông gia của chúng ta cùng tiến lên phía trước một bước đi. Cô dâu chú rể đứng yên tại chỗ em ha. Dạ, hai bên thông gia chúng ta cùng đứng đối mặt vào nhau nè, cùng cạn ly nè. Hôm nay sum họp trúc mai, tên trong một khắc nghĩa dài trăm năm.
Xin mời hai bên thông gia chúng ta, xin mời hai bên thông gia chúng ta cùng cạn ly rượu để cùng chúc cho hai con ta ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Vâng, và ngay bây giờ đóng anh xin mời cô dâu và chú rể cùng đứng tới tập vào nhau để chúng ta cùng làm nghi thức uống rượu giao bôi. Và còn với sử dụng giao bôi này, bà chồng mình ơi, chúng ta hãy cùng nâng cao những ly bia, những ly nước mặt của mình để cùng cạn ly với cô dâu và chú rể, để cùng chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Một, hai, ba. Vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, và nghi thức dân rượu cũng đã xong. Chúng tôi xin được kính mời đại diện chủ hôn hai họ của chúng ta cùng trở về bàn tiệc để cùng tiếp đón những vị khách quý của mình. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin mời cô dâu và chú rể ta cùng tiến đến thắp bánh để chúng ta cùng làm nghi thức cắt bánh tình yêu. Chúng ta đang được nhìn ngắm quê hương, đang tay trong tay, vai kề vai, đang cùng nhau chia ngọt sẻ bùi cho cuộc sống đầu tiên vợ chồng của mình. Một lần cắt bánh một lần yêu, hai lần cắt bánh yêu thêm nhiều, ba lần cắt bánh trong ngày cưới, trọn đời hạnh phúc mãi mãi yêu. Từ sáng đi ra làm trưa, ăn cơm rồi tối bên nhau. Dây trầu vẫn lẽ thân cao, câu cho đôi lứa bên nhau trọn đời. Của chúng tôi ngày hôm nay đây và đây cũng là đôi hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất và rạng ngời nhất của ngày lễ phù quy ngày hôm nay. Ngay trên sân khấu này thì Thảo Nguyên cũng không biết là cô dâu và chú rể ta đã quen nhau bao lâu và tìm hiểu nhau như thế nào, nhưng ngay trên sân lễ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đây, đứng trước sự đông đủ của quan viên hai họ và toàn thể quý vị quan khách, thì xin mời chú rể hãy trao cho cô dâu một nụ hôn thật là nồng nàn để chứng tỏ tình yêu của mình trong ngày lễ phù quy hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể cùng đứng đối mặt vào nhau ha. Bàn tay của cô dâu hãy đặt lên bờ vai cứng cáp của chú rể, mà bàn tay của chú rể hãy đặt lên vòng eo mềm mại của cô dâu và chuẩn bị sau 3 tiếng đếm nha. 1, 2, 3. Cùng với nụ hôn này thì Thảo Minh xin phép được khép lại nghi thức của ngày lễ phù quy hôm nay. Bà Thảo Minh cũng xin thay mặt cho toàn thể quý vị quan khách quý, cùng toàn thể anh em trong ban nhạc Thanh Tâm cùng dịch vụ nấu ăn tiếng đạt, xin được kính chúc cho đời tăng lang và tăng gia nhân trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phù thê. Và ngay bây giờ xin được gửi trả cô dâu và chú rể cùng trở về vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị quan khách quý. Và xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Wow.